trời Phật thương tình, cát tinh cao chiếu, tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nữ mạng, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn, quý nhân phò trợ. Vận số cực may, cực đỏ, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà, đổi đời đại gia trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý cô tuổi Kỷ Dậu trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang năm 2024, vận trình của quý cô tuổi Kỷ Dậu sẽ gặp phải những khó khăn nhất định, đi kèm với đó cũng sẽ là không ít những cơ hội kéo đến. Tài lộc ùn ùn đổ đầy nhà, sắm nhà to hơn, tậu xe xịn hơn, đổi đời nhanh hơn, từ đó mà sống một cuộc sống vinh hoa, phú quý hơn người. An hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời, nếu như hữu duyên xem được video này thì may mắn, thời cơ sẽ đến, ắt sẽ đổi đời cải vận mà thôi. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý cô tuổi Kỷ Dậu về vận trình, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi Sông Đất, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của quý cô trong năm Giáp Thìn 2024. Cụ thể hơn thông qua tử vi sẽ giúp cho quý cô tuổi Kỷ Dậu biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với những năm trước đây. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không, cơ may nào đến với quý cô trong năm 2024 âm lịch, quý cô cần phải chú ý điều gì và phải làm điều gì. Ngay bây giờ sẽ là luận giải chi tiết. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho tuổi Kỷ Dậu 1969, nữ mạng. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, tuổi Kỷ Dậu 1969 nữ mạng là 56 tuổi âm lịch và 55 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi, vận niên và tứ trụ. Xét về thiên can. Thiên can tuổi Kỷ thuộc thổ, gặp năm thiên can giáp thuộc mộc, có mối quan hệ tương hợp. Tử vi Kỷ Dậu nữ mạng năm 2024 dự báo về cơ bản chuyển biến tốt đẹp. Công việc nhận được giúp đỡ của quý nhân cũng như bản thân mở mang thêm, có sự liên kết hoặc đầu tư chung để phát triển. Mưu cầu liên quan về công danh trong năm Giáp Thìn tương đối tốt. Tuy nhiên về ngũ hành của thiên can năm lại có sự tương khắc với ngũ hành thiên can người tuổi này nên sức khỏe chủ về chuyển biến không tốt. Xét về địa chi. Theo tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2024 nữ mạng, người tuổi này địa chi Dậu thuộc kim gặp năm địa chi Thìn thuộc thổ là mối quan hệ nhị hợp. Trong năm 2024, người tuổi Kỷ Dậu công việc thuận lợi và đưa tới những mở mang cho làm ăn kinh doanh. Đây cũng là năm chủ mệnh có được sự giúp đỡ của quý nhân và mong muốn đạt được kết quả. Về ngũ hành của địa chi năm Thìn và ngũ hành địa chi tuổi Dậu tương sinh nên chủ về trong năm làm ăn dễ xuất tiền hoặc đầu tư cho kinh doanh buôn bán. Xét về ngũ hành. Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu nữ mạng năm 2024 cho thấy ngũ hành của người tuổi này là thổ gặp ngũ hành năm Giáp Thìn 2024 là hỏa thể hiện về quan hệ tương sinh, rất tốt. Trong năm Giáp Thìn người tuổi này dễ đón tin vui liên quan tới cuộc sống. Việc mưu cầu về danh vọng cũng thuận lợi và nếu xuất tiền hoặc đầu tư kinh doanh làm ăn thì nên thực hiện. Bên cạnh đó, với kế hoạch xuất hành đi xa năm Giáp Thìn, người sinh năm này được giúp đỡ từ quý nhân. Chính vì thế, năm này chủ mệnh có thể đạt được một số thành tựu. Xét về cung phi. Luận tử vi 2024 Kỷ Dậu nữ mạng cho biết người sinh năm này về cung phi khôn thuộc hành thổ, gặp năm cung phi chấn thuộc hành mộc là chủ về họa hại. Trong năm người sinh năm này cuộc sống chú ý không được thuận và có thể gặp những chuyện thị phi. Về ngũ hành của cung phi tuổi này và năm Giáp Thìn là tương khắc, vì thế trong năm chủ mệnh công việc kinh doanh bản thân phải tự cố gắng và làm chủ, không được quý nhân giúp sức. Cùng với đó công việc cũng không nên thay đổi trong năm này. Xét về vận niên. Gặp vận niên, mã bị đao, xấu. Năm 2023 chủ tử tuổi Kỷ Dậu gặp vận niên, mã bị đao, nghĩa là ngựa trúng đao, ngựa bị thương. Trong năm nay mệnh chủ có ý định làm gì cũng nên suy xét thật kỹ lưỡng, tính toán trước sau cho ổn thỏa để đạt được kết quả tốt nhất. Xét về tứ trụ. Thiên hòa, địa hòa, công việc làm ăn của nữ tuổi Kỷ Dậu năm 2024 không thay đổi nhiều so với năm trước nhưng khi gặp khó khăn sẽ được quý nhân giúp đỡ. Sao chiếu mệnh, quý cô tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong năm 2024 gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh, bản mệnh gặp Vân Hớn tinh chiếu, trở nên bảo thủ và không ưa đổi mới, dễ bị sa vào các vấn đề về giấy tờ, kiện tụng. Lời nói ra khó nghe, nóng nảy, không giữ mồm miệng nên hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vận hạn. Hạn ngũ mộ là hạn mất của, hao tài, bất an, tránh mua đồ lậu, mua đồ không có hóa đơn, chớ cho người ngủ nhờ kẻo có tai bay vạ gió, đề phòng hao tài mất của.
Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Kỷ Dậu 1969 là 56 tuổi, đang ở giai đoạn 4 của vận trình đời người, ngũ thập nhi chi thiên mệnh. Từ 50 tuổi trở đi thì biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc, nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Mệnh trời còn gọi là số mệnh, từ 50 tuổi trở đi biết được mệnh trời. Người từ 50 tuổi trở đi đã tới giai đoạn chín muồi trong cuộc đời. Lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình. Xét về vận trình sự nghiệp của quý cô tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Kỷ Dậu là 56 tuổi âm lịch và 55 tuổi dương lịch. Đối với những người làm công ăn lương, dù sắp nghỉ hưu, nhưng về công việc, sự nghiệp có nhiều may mắn. Năm này, công việc tiến triển thuận lợi, có thể gặt hái được những thành tích đáng tự hào, trở thành một tấm gương mẫu mực trong tập thể. Nhờ vào kinh nghiệm, trí thông minh, quý cô nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình, thậm chí phát hiện ra những phương hướng mới để thử thách bản thân. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến. Vì thế, quý cô nên tìm những thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân mình, chớ vội hài lòng với những gì mình đang có. Năm này, quý cô tuổi Kỷ Dậu có vận khí tốt, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Quý cô vừa gặp được cục diện ngũ hành tương sinh, thiên can tương hợp, lại thêm tử vi cát tinh soi chiếu, dẫn đường, chỉ lối. Cho nên quý cô cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành, chứ không còn cảm giác trục trặc, khó khăn cản trở như trước. Đối với những người làm kinh doanh, buôn bán, ngành nghề tự do, tự thân làm ăn, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi, dưới tác động của cát tinh Thanh Long và Thiên Phúc. Quý cô có số được quý nhân phù trợ, có thể là gặp lại bạn cũ, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư làm ăn mới. Có thể thấy, năm này với quý cô tuổi Kỷ Dậu sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp. Nhưng quý cô cũng nên chú ý trong cách hành xử, chớ nên kiêu ngạo, coi thường người khác, khiến cho kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ và tìm cách phá hoại công việc, sự nghiệp của mình. Vận trình tài lộc của quý cô tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý cô tuổi Kỷ Dậu bước sang năm Giáp Thìn 2024 cho thấy vận trình tài lộc phát triển rực rỡ, nguồn thu nhập chính tăng tiến không ngừng, tạo tiền đề tốt cho việc đầu tư hoặc mở rộng về quy mô kinh doanh, buôn bán để gia tăng nguồn thu phụ cho mình. Phương diện tài lộc của quý cô tuổi Kỷ Dậu tiến triển rất tốt, các mối đầu tư trước đó đang dần mang lại những kết quả khả quan. Quý cô chỉ cần bỏ công bỏ sức ra làm việc, ắt sẽ thu được những thành quả xứng đáng. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để quý cô tuổi Kỷ Dậu cân nhắc tới vấn đề đa dạng hóa các hạng mục về đầu tư. Có thể thử sức với lĩnh vực đầu tư bất động sản hoặc thị trường về tài chính. Người làm công ăn lương trong năm này cũng thường xuyên nhận được tiền thưởng nóng hoặc nhờ đóng góp tích cực cho công ty mà được tăng lương, nhận thưởng. Quý cô trở thành tấm gương cho mọi người học tập. Người kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do có một năm thuận lợi, buôn may, bán đắt, gặp được đối tác tiềm năng, khách hàng đáng tin cậy, giúp các khoản lãi lời đổ về túi một cách nhanh chóng, tiền bạc thu về không ít, quý cô cảm thấy an tâm hơn về tình hình tài chính hiện tại của mình. Quý cô tuổi Kỷ Dậu trong năm này cũng cần chú ý tới sự tác động của hạn ngủ mộ, chủ về hao tán tài lộc, quý cô cần có kế hoạch trong cách quản lý về tài chính. Nếu như có người khác vay mượn về tiền bạc thì nên tìm cách từ chối khéo léo, nếu không sẽ gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Lời khuyên cho quý cô tuổi Kỷ Dậu trong năm nay là nên chọn phương án đầu tư dài hạn và trung hạn, tài lộc sẽ được nở rộ, nhưng cũng cần chú ý không nên tham lam quá, tham thì thâm. Trong năm không thích hợp cho đầu cơ lướt sóng ngắn hạn. Năm này, tài lộc của quý cô vẫn có điểm báo hao tổn nhiều, phần lớn do chi tiêu cuộc sống hàng ngày, thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Phần khác có thể do bị trộm cắp hoặc lừa đảo. Quý cô cũng nên thận trọng khi hợp tác làm ăn, cũng như chọn đối tác, người đồng hành cùng với mình. Vận trình tình cảm của quý cô tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý cô tuổi Kỷ Dậu cũng khá tốt. Con đường tình duyên có những bước tiến triển ổn định, quý cô luôn quan tâm, chăm sóc đến các thành viên trong gia đình, nhờ vậy mà tình cảm giữa các thành viên luôn có được sự hài hòa, ấm áp. Trong năm này đối với người đang còn độc thân, cũng nên mở lòng kết giao với những người bạn mới, dù bạn không có ý định đến với ai đi nữa,
thì cũng nên kết bạn với mọi người, khiến cuộc sống của mình trở nên vui vẻ, phong phú và ý nghĩa hơn. Ở độ tuổi này, quý cô tuổi Kỷ Dậu đã biết trân quý hơn những người thân của mình, đặc biệt là người bạn đời đồng cam cộng khổ, biết trân trọng hơn những đứa con đã trưởng thành và những người bạn cũ luôn kề vai sát cánh bấy lâu nay. Tình thân, tình bạn, tình yêu, những điều này dần sẽ trở thành những điều quan trọng trong số những điều được coi trọng đối với quý cô. Xét về vận trình sức khỏe của quý cô tuổi Kỷ Dậu 1969 trong năm Giáp Thìn 2024. Năm 2024, quý cô tuổi Kỷ Dậu có vận trình sức khỏe nhìn chung tương đối ổn định, hầu như không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng. Nếu có đau ốm cũng mau lành do gặp được đúng thầy, đúng thuốc. Thế nhưng, quý cô tuổi Kỷ Dậu đang ở độ tuổi trung niên nên vẫn cần điều dưỡng thể trạng, tránh nguy cơ mắc bệnh khi về già. Chế độ dinh dưỡng và lịch làm việc khoa học luôn là chìa khóa của cuộc sống khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Tâm lý của quý cô tuổi Kỷ Dậu cũng rất nhạy cảm với những lo lắng cho cuộc sống trong tương lai. Quý cô cũng cần chút bầu tâm sự với người đáng tin cậy để có suy nghĩ tích cực và tâm trạng thoải mái hơn. Trong năm có chút điềm báo, gặp họa huyết quang do vật sắc nhọn gây ra. Cho nên quý cô cũng nên thận trọng khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã, chấn thương. Đi xa nên cẩn thận về đồ đạc, rất dễ bị trộm cắp, đề phòng kẻ gian. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi Kỷ Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Xông Đất tốt cho tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Kỷ Dậu nữ mạng xuất hành vào giờ chẵn, ngày lẻ và tháng lẻ. Làm ăn, hùn hạp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết, dương lịch, chủ nhật, ngày 22 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho tuổi Kỷ Dậu, nữ mạng. Giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Thanh Long, tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi Kỷ Dậu, nữ mạng. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết, dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Tân Tỵ, tháng Giáp Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết, dương lịch thứ 3, ngày 24 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho tuổi Kỷ Dậu, nữ mạng. Tốt nhất là 8 giờ 5 phút, giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi Kỷ Dậu, nữ mạng. Xuất hành theo hướng chính nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Xông Đất hợp với gia chủ tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Kỷ Dậu. Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Xông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Tuổi Xông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Kỷ Dậu 1969, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi Tân Tỵ, sinh năm 2001, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh sinh khí, niên mệnh bình hòa. Giáp Tuất, sinh năm 1994, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can tương sinh, địa chi lục hại, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh. Ất Sửu, sinh năm 1985, nam mạng,
bản mệnh tương sinh, thiên can tương khắc, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh. Kỷ Sửu, sinh năm 2009, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh diên niên, niên mệnh tương sinh. Tân Tỵ, sinh năm 2001, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh. Tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nữ mạng, trong năm 2024 có phạm tam tai, hoàng ốc, kim lâu, thái tuế không. Tam tai năm 2024, quý cô tuổi Kỷ Dậu gặp tam tai vào các năm Tỵ, Dậu, Sửu. Năm này là năm Thìn, quý cô sẽ không phạm tam tai. Hạn hoang ốc năm 2024, quý cô tuổi Kỷ Dậu trong năm này phạm hoang ốc, ngũ thọ tử, không nên xây nhà, sửa nhà. Tuổi Kim Lâu năm 2024, không phạm Kim Lâu. Thái tuế năm 2024, không phạm hạn thái tuế. Trong năm Giáp Thìn 2024 này, tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nữ mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn ngủ mộ và sao Vân Hớn chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn ngủ mộ đối với tuổi Kỷ Dậu, nam mạng. Nhắc đến hạn ngủ mộ, người xưa có hai câu thơ dưới đây sẽ cho thấy rõ hạn ngũ mộ là tốt hay xấu. Ngũ mộ hạn xấu tổn tài, thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Như vậy, hạn ngũ mộ là hạn chủ về hao tài tốn của, nên dù ít dù nhiều, dù mất một phần hay nặng nề là mất tất cả, thì cũng khiến cho tinh thần gia chủ đi xuống, ăn không ngon ngủ không yên, tâm lý buồn lo, bất an. Hay nói cách khác, hạn ngũ mộ chủ về hao tổn tiền bạc nhưng dẫn tới nhiều hệ lụy khác. Cụ thể hạn ngũ mộ được diễn giải như sau. Thứ nhất, bị kẻ gian lấy tiền của, hàng hóa mua vào kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái, khiến cho tài chính suy giảm, thậm chí thua lỗ tới trắng tay, không một xu dính túi. Thứ hai, khi mua hàng không có hóa đơn, chứng từ thì dễ bị vướng vào vấn đề pháp luật, lao lý, mất tiền mà chất lượng chẳng thấy đâu. Thậm chí còn bị bắt giữ, gặp rắc rối với pháp luật vì mua bán hàng hóa không chất lượng, hàng hóa không có xuất xứ rõ ràng. Thứ ba, ngay cả khi chúng ta có lòng tốt, muốn giúp đỡ người khác, cho vay, cho mượn tiền cũng gặp phải rắc rối, khó hoặc không đòi được tiền về. Cho người khác tá túc thì có nguy cơ bị trộm cắp vì gặp phải kẻ gian. Tất cả đều dẫn tới tiêu tán tiền bạc của gia chủ. Có 6 điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn ngủ mộ đối với tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Thứ nhất, trong làm ăn buôn bán, cần kiểm tra xuất xứ hàng hóa rõ ràng. Không sử dụng các mặt hàng kém chất lượng, khi nhập hàng về phải có hóa đơn, giấy tờ rõ ràng. Đừng vì một chút lợi nhuận mà nhắm mắt chấp nhận hàng kém chất lượng. Nhỡ như bị công an kiểm tra, tịch thu hàng hóa thì sẽ mất cả chì lẫn chài, tai bay vạ gió, rắc rối chồng chất. Thứ hai, về tài sản, tiền bạc của bản thân nên giữ cẩn thận, không nên cho vay hay cho mượn dù là bất cứ ai. Chẳng may tiền mất đi thì nghĩa cũng khó giữ. Thứ ba, nên sống hướng thiện, chăm làm việc có ích cho mọi người, cho đi mà không yêu cầu được nhận lại. Tốt nhất hãy tạo mối quan hệ với những người lương thiện, không kết giao với kẻ xấu. Thứ tư, đặc biệt nếu đang giữ nhiều tiền, vàng, thì cần tránh cất tại nhà mà hãy gửi tiết kiệm, vừa đảm bảo an toàn lại thu lãi, tránh được trộm cắp. Thứ năm, đứng về quan niệm phong thủy, bạn nên cân nhắc lại các yếu tố ảnh hưởng đến tiền bạc. Để thuận lợi giữ tiền bạc, bạn nên bày những vật phẩm phong thủy có tác dụng trấn an tài sản, hạn chế thất thoát. Thứ sáu, không để người lạ vào nhà hay ngủ qua đêm, tránh xảy ra trộm cắp tài sản. Quý cô tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong năm 2024, bị sao Vân Hớn chiếu mạng. Sao Vân Hớn chiếu mạng nữ thì sẽ khó sinh và gặp họa huyết quang. Sao Vân Hớn chiếu mạng mệnh chủ nào thì gia đình mệnh chủ đó thường sẽ bị bất an, điền sản bất vượng nên cần phải thật thận trọng. Do vậy, từ xa xưa người ta vẫn quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Vân Hán chiếu mạng thì nên cúng giải hạn sao Vân Hán hàng tháng để tâm lý được vững vàng và an tâm hơn. Từ đó tạo dựng niềm tin sẽ gặp may mắn, thuận lợi hơn trong cuộc sống và công việc. Nhìn chung, sao Vân Hán là một hung tinh nhưng cũng khá lành, thường không ảnh hưởng quá nhiều tới công việc và sức khỏe của mệnh chủ. Tuy nhiên, có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhưng nhịn lời ăn tiếng nói. Cẩn trọng giữ gìn ngôn ngữ và hành vi, nên ứng xử đúng mực để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra.
Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Vân Hớn là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cúng giải hạn sao Vân Hớn thích hợp nhất là vào lúc sao đăng viên, sao chiếu sáng tròn nhất. Ngày Vân Hớn tinh đăng viên vào lúc 9 giờ đến 11 giờ ngày 29 âm lịch hàng tháng, hướng về chính nam để làm lễ giải sao. Lưu ý, để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý màu vàng như thạch anh tóc vàng, thạch anh vàng, hổ phách, lưu ly. Mọi thứ dùng để cúng giải hạn sao Vân Hớn cần chuẩn bị phải có màu đỏ. Trường hợp nếu những thứ khác có màu sắc khác thì dùng giấy màu đỏ gói lại hoặc lót giấy màu đỏ xuống phía dưới, sau đó đặt lễ lên trên. Vận trình từng tháng của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nữ mạng, trong năm 2024. Được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Dậu, nữ mạng. Bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, tổng thể con đường tài lộc của quý cô tuổi Kỷ Dậu tương đối lý tưởng. Trong không khí sôi động và lễ hội mùa xuân, quý cô tuổi Kỷ Dậu luôn được bao trùm bởi nguồn năng lượng tích cực, khiến bản mệnh làm việc gì cũng thấy thoải mái, dễ chịu và tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, đây là tháng Bính Dần vẫn có hung tinh ám tàng, công việc có chút xáo trộn, cho nên quý cô cần phải chú ý điều chỉnh cảm xúc, giữ hài hòa trong các mối quan hệ và tìm ra phương pháp làm việc hiệu quả. Đầu năm mới, quý cô cũng nên cẩn thận về tài sản, đồ đạc, cẩn trọng trong việc đi lại sẽ tốt hơn. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Dậu, nữ mạng. Bước sang tháng 2 âm lịch, dưới ảnh hưởng của cục diện tứ hình xung, Ý Ngọ Mão Dậu cùng các sao hung tinh quấy phá, công việc của quý cô tuổi Kỷ Dậu gặp trục trặc, các mối quan hệ xã giao thiếu đi sự hài hòa, tiểu nhân hãm hại, các dự án đầu tư hay các kế hoạch đang thực hiện khó bề đạt được như dự kiến, quý cô phải mất nhiều thời gian hơn để giải quyết công việc. Không chỉ vậy, hung tinh Thiên Khốc, Địa Tang xuất hiện, một số người trong tháng này còn có thể nghe được vài tin xấu từ người thân khiến bạn lo lắng và dễ bị bi quan, không khí ảm đạm bao trùm. Trong tháng này, quý cô tuổi Kỷ Dậu nên chú ý điều chỉnh trạng thái cảm xúc và tinh thần cho thật tốt, sống lạc quan nhất có thể, đừng đặt nặng vấn đề quá, kẻo lại gây ra nhiều áp lực cho bản thân. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nữ mạng. Bước sang tháng 3 âm lịch, về tổng thể vận trình của quý cô tuổi Kỷ Dậu có được nhiều điểm sáng, tài lộc khá vượng, dưới sự trợ giúp của nhị hợp quý nhân, giúp cho quý cô vẫn duy trì được trạng thái công việc rất tốt, không có nhiều vấn đề phát sinh cần phải giải quyết. Người kinh doanh buôn bán công việc phát triển đều đều, tài lộc không ngừng tăng lên. Về sức khỏe, cơ bản ổn định, quý cô không gặp các bệnh tật gây khó chịu. Dưới sự chăm sóc và bảo vệ của các tinh, một số người có sức khỏe kém cũng được cải thiện rất nhiều trong khoảng thời gian này. Tinh thần của quý cô cũng trở nên tốt hơn và thoải mái, cảm thấy sức sống đã quy trở lại. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nữ mạng. Với quý cô tuổi Kỷ Dậu trong tháng 4 âm lịch này, tử vi dự báo có vận trình tình cảm phát triển khá tốt. Với sự trợ giúp của các tình Thiên Hỷ, Hồng Loan giúp cho quý cô có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhiều người. Tháng 4 âm lịch này được tam hợp trợ mệnh, vận khí hanh thông, công việc thuận lợi, không phải lao tâm khổ tứ nhiều nhưng vẫn đạt được kết quả tốt. Tháng này cũng có nhiều thời gian nhàn rỗi để dành thời gian cho gia đình, bạn đồng hành hoặc giao lưu tụ tập cùng bạn bè. Đặc biệt, trong tháng này, một số người làm việc trong các công ty tư nhân có nhiều thời gian nhàn rỗi hơn. Bởi vậy, quý cô cũng có thể nhân cơ hội này để đi du lịch hoặc thư giãn cùng nửa kia và gia đình của mình. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nữ mạng. Bước sang tháng 5 âm lịch, sự nghiệp của quý cô tuổi Kỷ Dậu có vận trình hung cát ẩn tàng, một số người làm văn phòng, tháng này làm việc không tốt lắm, làm việc gì cũng yếu kém, sa sút. Điều này khiến công việc gặp trở ngại, thậm chí mắc phải những sai sót, sai lầm. Vì vậy, quý cô tuổi Kỷ Dậu nên biết và kịp thời điều chỉnh tâm lý, cố gắng thu nạp nhiều năng lượng tích cực. Nếu gặp vấn đề chưa hiểu hoặc công việc vượt quá khả năng của mình thì quý cô có thể tham khảo ý kiến của một số người có kinh nghiệm, xin sự trợ giúp để tiếp tục phát triển sự nghiệp của bản thân tốt hơn. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nữ mạng.
tháng 6 âm lịch, được cát sinh soi tỏa, sự nổi tiếng của một số người cầm tinh con gà đã tăng lên đáng kể, quý cô đang có được những mối quan hệ phát triển khá lạc quan. Trong tháng này, quý cô tuổi Kỷ Dậu sẽ có cơ hội mở rộng mối quan hệ xã hội của mình. Quý cô có thể làm quen với một số nhân vật mới đặc biệt, sẽ làm cho cuộc sống của quý cô được thay đổi như một làn gió mới, thông qua một số người bạn cũ trong quá khứ. Vận may trong tháng này tăng rất mạnh, nếu như các quý cô tuổi Kỷ Dậu biết nắm bắt cơ hội để phát triển mối quan hệ xã hội của mình, thì quý cô không chỉ có thể có thêm nhiều mối quan hệ cho bản thân, mà còn mở đường cho nhiều hướng hợp tác làm ăn mới, hứa hẹn sẽ rất phát triển trong tương lai. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nữ mạng. Bước sang tháng 7 âm lịch, quý cô tuổi Kỷ Dậu bị các sao hung tinh quấy phá, làm cho sức khỏe của quý cô có phần bị suy yếu, ốm bệnh, say nắng, mệt mỏi, do không chịu nổi ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng trong tháng này. Một số người sức khỏe không tốt còn bị mất nước trầm trọng, thậm chí bị sốc do không chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp phòng chống say nắng và bổ sung nước kịp thời khi ra ngoài. Sự tác động của tử phù, quan đới, quý cô tuổi Kỷ Dậu cần phải chuẩn bị tinh thần cho mọi bất trắc, nguy hiểm xảy đến. Đồng thời quý cô cũng cần cố gắng hạn chế ra ngoài vào các dịp đặc biệt để bản thân không gặp xui xẻo, ảnh hưởng đến thân thể. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nữ mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch, dưới sự ảnh hưởng của tiểu hao là hung tinh chiếu mệnh, điều này làm cho quý cô tuổi Kỷ Dậu gặp phải những phát sinh ngoài ý muốn trong công việc. Điều này sẽ làm hao tài tốn của, thậm chí phải bỏ tiền bạc ra một khoản kha khá thì mới xử lý công việc được ổn thỏa. Vận trình tài lộc ảm đạm. Đặc biệt, trong tháng này, các vấn đề có liên quan đến đầu tư tài chính, quý cô tuổi Kỷ Dậu cần phải hết sức thận trọng, có thể bị mất tiền do thị trường tài chính suy thoái hoặc đầu tư không đúng vào thời điểm. Bên cạnh đó, quý cô cũng cần chú ý nên có kế hoạch trong việc quản lý tài chính. Nếu chưa chắc chắn về khoản đầu tư thì cố gắng không tham gia, kẻo gây ra tổn thất nặng nề về tài sản của mình. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nữ mạng. Bước sang tháng 9 âm lịch, với sự giúp đỡ của các tinh Nguyệt Đức, Thanh Long, giúp cho quý cô tuổi Kỷ Dậu có cơ hội làm việc tăng lên đáng kể. Quý cô có được cơ hội để thể hiện được thế mạnh, năng lực của bản thân ở nơi làm việc, điều này sẽ thúc đẩy vận trình sự nghiệp của quý cô có được sự thăng hoa, phát triển rất thuận lợi. Vì vậy, đối với quý cô cần phải biết nắm bắt thời cơ, không ngừng phấn đấu, nỗ lực để đạt được thành tích tốt nhất trong tháng này, để có thể tạo điều kiện bứt phá hơn nữa trong sự nghiệp. Có người có được thành tích tốt trong sự nghiệp, được lãnh đạo công ty đánh giá cao, địa vị của quý cô ở nơi làm việc cũng được cải thiện, thu nhập cũng từ đó tăng lên đáng kể. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nữ mạng. Trong tháng 10, vận thế của hầu hết của quý cô tuổi Kỷ Dậu về cơ bản là diễn biến ổn định, ít khi bị các yếu tố tác động từ bên ngoài gây rối loạn, phiền nhiễu. Trong tháng này tử vi cho thấy quý cô có được vận trình tài lộc về tổng thể ở mức trung bình và có dấu hiệu tăng nhẹ. Thần tài gõ cửa giúp cho quý cô thu được lợi nhuận trong các dự án đầu tư tài chính trước đó. Quý cô cần phải chăm chỉ làm việc hơn nữa, điều này sẽ giúp thúc đẩy vận trình tài lộc có được sự khởi sắc mạnh mẽ, không rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ. Những người kinh doanh, buôn bán cũng rất thuận lợi nhuận tăng lên gấp nhiều lần so với các tháng trước đây. Về cơ bản, quý cô không cần phải lo lắng hay bận tâm về vấn đề tiền bạc trong tháng này. Về mặt tình cảm, sức khỏe cũng tương đối tốt. Tuy nhiên, quý cô cũng nên chú ý khi tham gia giao thông để tránh xảy ra tai nạn không đáng có. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nữ mạng. Bước sang tháng 11 âm lịch, đây không phải là tháng may mắn với quý cô tuổi Kỷ Dậu do ảnh hưởng của cục diện Tý Dậu tương hại, có điềm báo tiểu nhân rình rập gây trở ngại cho công việc, do đó phải luôn nhắc nhở bản thân bình tĩnh khi hành sự. Các mối quan hệ cũng có thể bị ảnh hưởng xấu do thái độ nóng nảy của bản mệnh, hãy luôn kiềm chế cảm xúc thật tốt, tránh phản ứng quyết liệt trước những lời nói kích động của người khác, bởi có thể là chiêu trò mà những kẻ ghen ghét đã gây ra để tìm cơ hội quật ngã bạn. Về sức khỏe, một số triệu chứng cũ về sức khỏe của quý cô tuổi Kỷ Dậu cũng có thể tái phát trong tháng này, chú ý thăm khám kịp thời khi có dấu hiệu bất thường để điều trị dứt điểm. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 đối với tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nữ mạng. Bước sang tháng 12 âm lịch cho thấy
Về phương diện đầu tư tài chính của quý cô đang gặp được vận quý nhân, chỉ cho đường đi, nước bước, tài lộc có nhiều khởi sắc. Tháng này, tuy có áp lực về công việc nhưng được tam hợp quý nhân trợ giúp, guồng quay của công việc diễn ra thuận lợi, vận trình tương đối là hanh thông. Cho nên quý cô tuổi Kỷ Dậu trong tháng này, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, quý cô có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận, tiền bạc ở tại thời điểm này. Tháng này có thể mưu hành đại sự, quý cô tuổi Kỷ Dậu hãy chủ động và xông xáo hơn để nắm lấy cơ hội phát triển sự nghiệp cho mình. Tuy nhiên, trong tháng cuối cùng của năm này quý cô tuổi Kỷ Dậu cần phải chú ý về tài sản, tiền bạc, tránh bị mất trộm. Ra ngoài chú ý tư trang, đồ đạc, không nên mang nhiều tiền nhiều bên người, kẻo kẻ gian nhòm ngó quy hại tới tính mạng. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.